Ngày 10 tháng 3 năm 2017, đó là ngày đầu tiên tôi và em biết nhau. Em đến với lớp MC khóa 15 ngày ấy. Tôi thường gọi em là cô công an. Em chỉ mỉm cười. Ngày tháng trôi đi. Ngày 24 tháng 3 năm 2017, tôi nói đùa với em: em có về xứ nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Em nhại lại lời tôi: em nọ về mố nắng lắm. Tôi nói với em: về đi quê anh non xanh nước biếc, chắc chắn em sẽ hài lòng. Luôn vẫn nhớ về quê nắng
người yêu. Về đi em, về với quê anh, nước biển non xanh, đường quanh quanh xứ nghề. Về bên anh, nghe lời thương của mẹ, để mình du xứ nghề, đò hát nghe dâu xanh, dù một ngàn thái dương. Những âm bao tình nguyện đã ngừng tay vui mạnh, tim nói nó tông hay, lời đã nói yêu em, lời yêu thương còn mãi. Em thương em có về xứ nghề với anh không, em thương theo anh về xứ nghề cùng em thương. Em có về xứ nghề với anh không, em thương theo anh về bố về xứ nghề cùng anh. Về xứ nghề cho về bố này.